chào các chị. Mẫu em đang mặc trên người là một chiếc đầm maxi dáng dài với tổng thể tông hoa cuốn nhu màu vàng rất là xinh xắn. Nền là nền đen. Chất liệu vải của mình là von cao cấp 2 lớp nha các chị. Von cao cấp 2 lớp cổ tròn tay ngắn. Rất là xinh. Và mã số của chiếc đầm này là HN97. 570.000, em khuyến mại còn 470.000. HN97 570 khuyến mãi còn 470.000. Nhân dịp shop em khai trương tại địa chỉ mới. Chị yêu nào yêu thích mẫu này chụp ảnh màn hình lại giùm em. Chụp ảnh màn hình kèm mã số sản phẩm em đang cầm trên tay. Sau đó các chị yêu mình sẽ đặt hàng nhanh qua số điện thoại Zalo trên màn hình hoặc đặt hàng nhanh tại website thoitrangnuhoang.com, Facebook Thời Trang Nữ Hoàng. Ngoài ra các chị yêu mình cũng có thể để lại số điện thoại kèm mã sản phẩm ngay trực tiếp phía dưới video này. Sẽ có nhân viên chủ động gọi điện và tư vấn cho các chị. Chào các chị, mẫu em đang mặc trên người là một chiếc đầm maxi dáng dài với chất liệu là von cao cấp 2 lớp. Đây, đầm mình sẽ có 2 lớp, cổ tròn, tay ngắn, tông màu đen và họa tiết hoa lá, nhiều màu sắc tạo nên tổng thể rất là xinh. Mẫu em đang mặc trên người có mã số là DX203, giá 580, em khuyến mãi còn 480.000. Chị yêu nào yêu thích mẫu này chụp ảnh màn hình lại giùm em. Chụp ảnh màn hình lại giùm em kèm mã số sản phẩm em đang cầm trên tay này. Sau đó các chị mình sẽ đặt hàng nhanh qua số điện thoại Zalo trên màn hình hoặc đặt hàng qua Facebook Thời Trang Nữ Hoàng, website thoitrangnuhoang.com. Ngoài ra các chị em mình cũng có thể để lại số điện thoại và mã sản phẩm ngay trực tiếp phía dưới video này. Sẽ có nhân viên chủ động gọi điện và tư vấn cho các chị. Mẫu em đang mặc trên người là một chiếc đầm form maxi rất là xinh xắn với tổng thể là tông màu đen. Ở phần trước ngực mình có phối ren lưới nè các chị. Đây, ở phần trước ngực mình có phối ren lưới nha, rất là xinh xắn luôn. Chất liệu của mình là von cao cấp 2 lớp ạ. Von cao cấp 2 lớp. Tổng thể là tông màu đen với những cái hoa vàng như chị, các chị rất là xinh. Cổ tròn tay ngắn. Rồi, mẫu này em có mã số HN57. 540 em khuyến mãi còn 440.000. HN57 540 em khuyến mãi còn 440.000. Rồi, chị yêu nào yêu thích mẫu này chụp ảnh màn hình lại giùm em. Chụp ảnh màn hình lại kèm mã sản phẩm em đang cầm trên tay. Sau đó thì chị yêu mình sẽ đặt hàng nhanh qua số điện thoại Zalo trên màn hình hoặc đặt hàng nhanh tại website thoitrangnuhoang.com, Facebook Thời Trang Nữ Hoàng. Ngoài ra các chị yêu mình cũng có thể để lại số điện thoại và mã sản phẩm ngay trực tiếp phía dưới video này. Sẽ có nhân viên chủ động gọi điện và tư vấn cho các chị. Mẫu em đang mặc trên người là một chiếc đầm maxi với chất liệu là von cao cấp. Giải von rất là mềm, rất là mát. Đây, giải mình có 2 lớp. Tổng thể tông màu cái chiếc đầm em đang mặc là màu kem á các chị. Tông màu là màu kem. Với ngay phần eo thì mình có nhúng thun nè các chị. Phần eo nhúng thun, cổ tròn cũng có bo thun, tay mình cũng tay lỡ mình cũng có bo thun nha các chị. Cổ thì mình có phối một cái lớp ren thêu ở trên này, kết cườm, rất là xinh xắn. Rồi, mẫu này em có mã số là HN152. Giá là 500.000, em khuyến mãi còn 400.000 cho mẫu này.
chị yêu nào yêu thích mẫu này chụp ảnh màn hình lại giúp em. Chụp ảnh màn hình lại kèm mã số em đang cầm trên tay. Sau đó các chị yêu mình sẽ đặt hàng nhanh qua số điện thoại Zalo trên màn hình hoặc đặt hàng nhanh tại website thoitrangnuhoang.com, Facebook Thời Trang Nữ Hoàng. Ngoài ra các chị yêu mình cũng có thể để lại mã số sản phẩm kèm số điện thoại của mình ngay trực tiếp phía dưới video này. Sẽ có nhân viên chủ động gọi điện và tư vấn cho các chị. Chị có thể thấy cái phần vải của mình nó sẽ được đúng đúng này, tạo cái độ bồng cho cái chiếc váy của mình. Màu này là màu xanh rêu nha các chị. Màu xanh rêu, mình có điểm nhấn ở phía trước không? Điểm nhấn hai cái bên ngực. Tay là tay ngắn có bo khung nha các chị. Cổ mình có thắt nơ, rất là xinh luôn. Rồi, mẫu này em có mã số HN135. Giá là 570 em, khuyến mãi còn 470.000. Chị yêu nào yêu thích mẫu này, chụp ảnh màn hình lại giúp em. Chụp ảnh màn hình lại kèm mã số sản phẩm em đang cầm trên tay. Sau đó các chị yêu mình sẽ đặt hàng nhanh qua số điện thoại Zalo trên màn hình hoặc đặt hàng nhanh tại website thoitrangnuhoang.com, Facebook Thời Trang Nữ Hoàng. Ngoài ra các chị yêu cũng có thể để lại mã số sản phẩm kèm số điện thoại của mình ngay trực tiếp phía dưới video này. Sẽ có nhân viên chủ động gọi điện và tư vấn cho các chị. Mẫu em đang mặc trên người là một chiếc đầm maxi chấm ti rất là xinh xắn. Chất liệu đầm của mình là von cao cấp 2 lớp, rất là xinh. Đây họa tiết chấm ti, nền đen chấm ti trắng, cổ tròn. Tay mình là tay chấm ti cấp điệu nha các chị, rất là xinh luôn. Rồi, mẫu này em có mã số là HN286, giá là 500.000, em khuyến mãi còn 400.000. Chị yêu nào yêu thích mẫu này chụp ảnh màn hình lại giúp em. Kèm mã sản phẩm em đang cầm trên tay. Sau đó các chị yêu mình sẽ đặt hàng nhanh qua số điện thoại Zalo trên màn hình hoặc đặt hàng nhanh tại website thoitrangnuhoang.com, Facebook Thời Trang Nữ Hoàng. Ngoài ra các chị yêu mình cũng có thể để lại mã sản phẩm kèm số điện thoại của mình ngay trực tiếp phía dưới video này. Sẽ có nhân viên chủ động gọi điện và tư vấn cho các chị. Xinh xắn, rất là sang trọng. Với chất liệu vải của mình là xô lụa cao cấp, rất là mềm, rất là mịn. Họa tiết viền đỏ và chiếc thắt nơ màu đỏ ngay trước cổ rất là xinh xắn, tạo nên cái nét xinh xắn riêng cho cái chiếc đầm này. Ở hai bên váy và tay và eo thì mình đều có viền những cái đường viền màu đỏ rất là xinh, rất là nổi bật. Tổng thể tông
màu của mình là tông màu xanh đen nha các chị, tông màu xanh đen. Rồi, mẫu này em có mã số là HN305. 6 trong 8 em sẽ khuyến mãi còn 550.000. 6 trong 8 khuyến mãi còn 550.000 thôi các chị. Nhanh tay lên, chị nào yêu thích mẫu này chụp ảnh màn hình lại giúp em, chụp kèm mã số sản phẩm em đang cầm trên tay. Sau đó các chị yêu mình sẽ đặt hàng nhanh qua số điện thoại Zalo trên màn hình, hoặc đặt hàng nhanh tại website thoitrangnuhoang.com, Facebook Thời Trang Nữ Hoàng. Ngoài ra các chị yêu cũng có thể để lại mã số sản phẩm kèm số điện thoại của chính mình ngay trực tiếp phía dưới video này, sẽ có nhân viên chủ động gọi điện và tư vấn cho các chị. Là một chiếc đầm maxi rất là xinh xắn với tổng thể nền màu đen và những cái họa tiết đủ màu, tạo nên chiếc đầm của mình rất là nhẹ nhàng và tinh tế. Mẫu em đang mặc chất liệu là von cao cấp 2 lớp nha các chị. Von cao cấp 2 lớp, tay ngắn, cổ là cổ tròn đơn giản thôi, nhưng mà nhìn rất là nhẹ nhàng luôn. Rồi, mẫu em đang mặc trên người có mã số là DX202, giá 580, em khuyến mãi còn 480.000. Chị yêu nào yêu thích mẫu này, nhanh tay chụp hình ảnh lại giúp em, chụp ảnh màn hình lại, kèm mã số sản phẩm em đang cầm trên tay. Sau đó các chị yêu mình sẽ đặt hàng nhanh qua số điện thoại Zalo trên màn hình, hoặc đặt hàng nhanh qua website thoitrangnuhoang.com, Facebook Thời Trang Nữ Hoàng. Ngoài ra các chị yêu mình cũng có thể để lại số điện thoại của mình, kèm mã số sản phẩm em đang cầm trên tay ngay trực tiếp phía dưới video này, sẽ có nhân viên chủ động gọi điện và tư vấn cho các chị. Kèm một chiếc nơ trước ngực rất là xinh xắn. Tay là tay ngắn có bèo ha, tay ngắn có bèo thun, rất là xinh. Eo thì mình cũng có nhún thun nha các chị, eo cũng có nhún thun luôn, mặc rất là thoải mái. Rồi, mẫu này em có mã số HN288, giá là 560, em khuyến mãi còn 480.000. Chị yêu là yêu thích mẫu này, nhanh tay chụp hình lại, chụp ảnh màn hình lại giúp em, chụp ảnh màn hình kèm mã số sản phẩm em đang cầm trên tay. Sau đó các chị yêu mình sẽ đặt hàng nhanh qua số điện thoại Zalo trên màn hình, hoặc đặt hàng nhanh tại website thoitrangnuhoang.com, Facebook Thời Trang Nữ Hoàng. Ngoài ra thì các chị yêu cũng có thể để lại mã số sản phẩm kèm số điện thoại của mình ngay trực tiếp phía dưới video này, sẽ có nhân viên chủ động gọi điện và tư vấn cho các chị. Điểm bởi những cái tông hoa màu trắng màu vàng là tạo nên cái tổng thể đầm của mình nó không quá chói mắt với cái đầm đỏ này, rất là xinh. Tuy màu đỏ nhưng nhìn rất là nhã nhặn và nhẹ nhàng nha các chị. Cổ là cổ tròn, tay là tay ngắn đơn giản, rất là xinh. Rồi, mẫu em đang mặc có mã số là DX201, giá là 580, em sale còn 480.000. Em xin nhắc lại nha, mã số và giá giảm là còn 480.000. Chị yêu nào yêu thích mẫu này, nhanh tay chụp ảnh màn hình lại giúp em, kèm giá sản phẩm em đang cầm trên tay. Sau đó các chị yêu sẽ đặt hàng nhanh qua số điện thoại Zalo trên màn hình, hoặc đặt hàng nhanh tại website thoitrangnuhoang.com, Facebook Thời Trang Nữ Hoàng.
Ngoài ra thì các chị yêu mình cũng có thể để lại mã sản phẩm kèm số điện thoại của mình ngay trực tiếp phía dưới video này. Sẽ có nhân viên chủ động gọi điện và tư vấn cho các chị. Quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những mẫu thời trang mới nhất mỗi ngày nhé.